thay, sóng không hổ, sóng lỗ mãn như quạ, sóng công kích khuynh hoang, sóng liều lĩnh nhiễm ô. 245. Khó thay sóng xấu hổ, thường thường cầu thanh tịnh, sóng vô tư khiêm tốn, trong sạch và sáng suốt. Ở đây là đi từ một cái tích truyện kinh Pháp Cú cũng khá là ngắn gọn nhưng mà rất là nhiều ý nghĩa. Đó là một vị tôn giả, một vị tỳ kheo này mà sống cùng với ngài tôn giả Xá Lợi Phất đó, thì tỳ kheo rất là điềm đạm, rất là lễ độ. Thì một hôm tỳ kheo được người Phật tử cúng dường cho một món ăn rất là thượng hạng. Món ăn này rất là khó tìm cầu. Chúng ta biết là Ấn Độ ngày xưa cũng không phải là lúc nào là cùng chư tăng, chư tỳ kheo cũng được nhận vật thực cúng dường cao cấp từ quý tộc, vua quan hay là những vị gia chủ lớn như là các cô độc hoặc tỳ sát khư, mà chư tỳ kheo trong việc tìm khất thực đồ ăn á, nó khó khăn lắm. Nhiều khi không có gì để ăn nữa, nhiều khi là ăn đồ thiêu, đồ hỏng cũng rất là nhiều. Rất là thương ha, mà một ngày chỉ được ăn một bữa đó, mà đi khất thực rồi phải trước giờ ngọ đó, không ai cúng cho là phải nhịn đói hết cả ngày. Thì tỳ kheo này hôm đó là được người ta cúng cho cái món ăn rất là ngon mà khó tìm được, mà thương lắm. Tỳ kheo đi trên đường về thì lại gặp một vị trưởng lão khác cũng đang đi khất thực. Thì tỳ kheo này khởi cái tâm rất là hoan hỷ, cái mới bạch với trưởng lão là: bạch ngài, xin ngài, xin tôn giả hãy nhận cái phần thức ăn này con vừa mới khất thực được rất là ngon. Nếu hôm sau mà con nhận được phần thức ăn ngon như vậy nữa, con cũng sẽ chia cho tôn giả. Nhưng mà vị trưởng lão đó thay vì hoan hỷ nhận một phần, hoặc là chỉ đáp lại nhẹ nhàng ta đi khất thực vậy thì thôi, nhưng mà trưởng lão này không có trả lời trả vốn gì hết á, hất hàm bỏ đi. Thì câu chuyện này đến tai của Đức Phật thì Đức Phật mới dạy câu kệ này. Hai câu kệ này là một cặp câu ha. Ở phía trước thì Đức Phật dạy là sao, giống đây đang nói tới về lịch sự và thô lỗ. Dễ thay sóng không hổ, sóng lỗ mãn như quạ, sóng công kích hên hoang, sóng liều lĩnh nhiễm ô. Phật dạy đó, sóng mà không hổ là không hổ thẹn đó, không hổ thẹn mà lỗ mãn giống như loài quạ, rồi sóng mà hên hoang hoặc là xỉa sói chỉa chết công kích người khác thì nó dễ sóng lắm. Tức là sống vậy là không có được rèn luyện, không có được giáo dục á. Cô hay lấy ví dụ như là chúng ta trồng một cái cây mà nó mọc tưa lưa lên, nó muốn đâm nhánh đâm cành chỗ nào thì cái cây đó đâu có giá trị. Nhưng chúng ta thấy có nhiều cái cây bonsai mà người ta phải uống, phải nắng, phải làm chăm chút từng cái ngành một cái lá, rồi tới hồi mà nó ra hình ra dạng rồi nó rất là có giá trị, đúng không? Con người mình cũng vậy, mình tự biết điều phục uống nắng mình theo những cái giới luật, những cái đạo đức, những cái điều nên làm và không nên làm, sống có tiết độ. Cặp câu sau đó: khó thay sống xấu hổ, mình biết hổ thẹn với những cái lỗi của mình, thường thường cầu thanh tịnh, mình luôn, đây là đang phẩm cấu uế đúng không, mình luôn gạn đục hơi trong, cứ dần dần như vậy đó. Sống vô tư khiêm tốn, tức là vô tư là mình không có tính toán. Nếu mà mình tu mà mình còn tính toán nhiều quá là nó chưa có được lắm đâu. Và nếu mà tu mà ngã mạn huynh hoang thì cũng chưa phải là tu đâu. Thì Đức Phật dạy vậy đó. Mấy người sống lỗ mãn không biết khổ thẹn như vậy thì dễ lắm. Còn mà biết sống, biết trên nhường dưới, rồi khiêm tốn nhu hòa, cái này mới đáng được trân trọng và rất là khó sống. Mình thấy là câu kệ rất là ngắn gọn nhưng mà cũng cho mình nhìn lại mình một chút xíu, đúng không? Là thời gian qua mình đã sống như nào, tức là mình đã có lễ độ khiêm cung để cho từng cái lời nói, cái hành vi, cái cử chỉ của mình vừa lòng hoặc là không vừa lòng đi chăng nữa cũng không gây tổn thương, tổn hại hoặc là làm xúc não người khác chưa, hay là mình chỉ ứng xử theo cái phản ứng, cái tập khí, cái bản năng của mình, nhiều khi nó gây rất là ảnh hưởng đến người khác. Ở đây cô gặp nhiều người nói năng rất là vô duyên á quý vị. Nói riết nó thành một cái tập khí luôn, mà bản thân mình không biết là mình đang nói cái điều không cần nói, không nên nói. Và nói tào lao, nói xàm á. Mà nói cứ bực ra mà nói vậy. Nhiều khi
mình nhìn thấy vậy, mình không phải là chỉ trích chê bai, nhưng mình thấy những người đó để mình quay nhìn lại mình đó. À, thật ra trong những cái lúc mình nói cô là bị nói nhiều. Bị nói nhiều là sao? Tại vì bình quân một tuần là mình có 3 tiết giảng, không phải chỉ có thuyết pháp giảng kinh cuối tuần cho quý Phật tử, mà còn được mời giảng những cái buổi special lecture, giống thức căng á, giảng về văn hóa Phật giáo Việt Nam cho sinh viên Hàn, nghiên cứu sinh Hàn, thanh thiếu niên người Hàn, hoặc là giảng về Phật giáo, văn hóa Phật giáo Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam ở các trường đại học mà người ta mời mình online á. Thì cô bị nói rất là nhiều, mà trong mỗi lúc mình nói như vậy á, chắc chắn là đa ngôn đa quá, đúng không? Khổng Tử nói là nói nhiều là sai nhiều, thì nhiều khi mình cũng có lỡ lời lẹo lưỡi vân vân, mình rất là phải cẩn trọng luôn đó quý vị. Ngoài cái giờ mà lên giảng thôi là cô ít ít nói lắm, thậm chí bây giờ là ai mà gọi điện tư vấn này nọ cá nhân là cô cũng hạn chế tối đa, không có muốn nói nhiều luôn á. Tại vì thấy cái việc mà mình nói, tại vì xung quanh mình á, mình nói nhiều khi mình không làm chủ được lời nói của mình á, nó gây hậu quả tiêu cực lắm. Với quý vị có thông cảm không? Chứ người mà nói bậy nhiều quá, không biết là mình đang nói bậy luôn á, mà người khác sẽ khó chịu lắm luôn. Thành ra khi mà Đức Phật dạy cái này á, cô rất là thấy thấu cảm và rất là đồng cảm luôn á. Tại vì sống trên đời không phải là tiền bạc, không phải là địa vị, không phải là trình độ kiến thức học vị, mà nó là cái biết khéo ứng xử với nhau á. Nhiều khi một cái hành động rất là vô tình của mình nhưng mà gây tổn thương cho người khác. Thì nói điều này cô cũng không phải là người hoàn toàn là đã hoàn hảo hết. Nói để cùng nhắc lại với nhau là mình tự nhìn lại mình nhiều hơn là nhìn lỗi người á. Ngày nào cô cũng sám hối, từ hồi xuất gia đến giờ là rất là thích pháp môn sám hối, gần như không ngày nào không sám hối hết. Mà mỗi lần sám hối xong thì cô đều có một câu cuối cùng giống như câu thần chú của riêng mình luôn á, tâm kinh mình viết cho mình luôn. Là cô nguyện là nếu như mà vì vô tình hay cố ý, vì vô minh mà con có làm tổn thương đến bất kỳ ai thì xin cho con được tha thứ. Còn nếu ai đó cũng làm tổn thương và hiểu lầm gây khó khăn cho con thì con cũng xin được tha thứ cho người đó. Cô sám hối, lạy Phật sám hối xong chỉ nói một câu này thôi. Để ví dụ như là nếu như bản thân mình có những lời nói hành vi không phải là mình cố tình, nhưng mà mình gây cho đối phương cái sự hiểu lầm và không vừa lòng, đối phương gây khó chịu, thì mình cũng phải thành thật sám hối. Thì nó dần dần nó có thể đủ nhân duyên mà mình có thể hóa giải oan trái với đối tượng đó. Ngược lại những người gây oan trái cho mình, những người đã từng ứng xử không có đàng hoàng với mình, thì mình cũng phải mở lòng ra để tha thứ cho họ. Như vậy thì mình với họ không kết oan trái. Thì đó là cái cách mà cô ráng sửa mình từng ngày, cũng chia sẻ với quý Phật tử để quý Phật tử có thể ứng dụng. Thì qua kinh Pháp Cú phẩm này thì cô nói thêm chút xíu ha. Bây giờ mình đi tiếp câu 246. Ai ở đời sát sinh, nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho, qua lại với vợ người. 247. Uống rượu men rượu nấu, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này tự đào bới gốc mình. 248. Vậy người hãy nên biết, không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp, làm người đau khổ dài. 240. Thôi tới đây đi, 248 đi. Thì nguyên ba cái câu kệ này đều có chung một tích truyện, đó là có những vị không có giữ đủ năm giới, tức là năm điều đạo đức cho người Phật tử tại gia, thì không có giữ đủ mà mỗi vị chỉ giữ có được một giới thôi. Có một nhóm thầy tỳ kheo cũng vậy, chỉ giữ được một giới trong những cái giới luật mà Đức Phật chế. Thì người nào cũng tự cho mình là cái giới của mình là khó giữ lắm. Ví dụ như cái vị mà giữ cái giới sát là không sát sanh, thì vị nói là giới của tôi là khó giữ nhất nè. Có người giữ một cái giới đó là không nói dối, thì nói không có đâu, không nói dối mới là khó nè, giới này là khó giữ nhất nè. Thì người nào cũng tự cho cái giới của mình là khó giữ hết, còn cái giới của người ta là bình thường. Thì Đức Phật nghe sự bàn tán này thì Ngài mới dạy, tức là Ngài dạy nó là sao? Ở đây là không có cái giới nào là tất cả các giới đều khó giữ hết đó, chứ không có cái giới nào trọng giới nào khinh, không có giới nào mà cao tột hơn cái giới nào.
À, như Đức Phật nói ai ở đời sát sinh nè, nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho qua lại với người vợ người là bốn cái giới trong căn bản rồi đúng không? Uống rượu men rượu nấu là giới thứ năm đó, người sống đam mê vậy chính ngay tại đời mình là tự đào bới gốc mình. Người mà sống vì vô minh mà theo ngũ dục nó chi phối như vậy là mình tự đào bới cái gốc mình lên, mình tự tiêu diệt mình á, đào bới xới gốc nó lên là tự mình làm cho mình chết á. Bây giờ nói ngôn ngữ hiện đại là tự đào hố chôn mình đúng không? Tự đào hố để lọt xuống hố luôn á. Đức Phật dạy là sao? Người hãy nên biết không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Tức là sao? Không chế ngự là ác, tức là tự mình mà không chế ngự được mình, tự mình mà không chế ngự ở đây là chế ngự những cái điều xấu ác từ thân khẩu ý đó. Nếu tự mình không chế ngự thì đó là điều ác. Và chớ để tham phi pháp, nghĩa là mình không được tham những cái phi pháp, những cái điều mà không có như pháp, những cái gì mà không như pháp đó là không có để chi phối. Nếu như vậy thì mình sẽ bị đau khổ dài ha. Đào bới cái gốc ở đây á, cô nghĩ là cái câu này á, từ trong tiếng gốc Pali á, nó có cái nghĩa là đào bới cái gốc thiện căn á. Nghĩa là mình hay nghe nói là mình phải vun trồng cái thiện căn sâu dày, còn này mình đào bới cái gốc mình là mình đào bới luôn những cái thiện căn của mình ở ngay cõi đời này luôn đó. Thì có cái tích truyện năm điều giới khó giữ thì cô có giảng qua ha. Tóm lại thì ở trong năm cái điều giới này thì mình không có được xem nhẹ giới nào. Năm cái điều này là cực kỳ căn bản cho bất kỳ người Phật tử nào, Phật tử tại gia hay xuất gia đều đi từ năm cái giới căn bản này mà ra. Thì năm cái giới này không có được xem nhẹ cái giới nào cả. Ba cái giới đầu tiên là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm là làm cho cái thân nghiệp mình được thanh tịnh. Giới thứ tư không nói dối là làm cho khẩu nghiệp thanh tịnh. Giới thứ năm là không có uống các chất gây say, gây không có được tâm ý nó không có được sáng suốt thanh tịnh, thì đây giúp xây dựng một cuộc sống lành mạnh trong cái tâm hồn của mình. Nếu thật ra trên thế giới này mà ai cũng đều không cần là Phật tử nhưng chỉ cần giữ đủ năm điều đạo đức này thì sẽ có một thế giới rất là tốt đẹp và an hòa ha. Mình sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, mình sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Thì là nếu năm cái giới này thôi, nên đối với Phật tử đi chùa đắc, cô cũng chỉ ôn lại cái phần giới này rất là nhiều. Không phải nói là mình không có đặt nặng Bát Quan Trai giới hay là Bồ Tát giới, tại gia vân vân, nhưng mà chỉ cần năm cái giới này mà mình giữ trọn vẹn, rốt ráo, thấu đáo, nói thiệt 100% mình từ cõi chư thiên đi lên luôn á, chứ không có thể nào mà luẩn quẩn loanh quanh những cái vòng xấu ác được. Hai nữa là nó là cái thềm thang, nó là căn bản, nó là giới điều đạo đức để bảo vệ cho mình có cái thiện căn lớn, có cái tiền đề để mà mình tu tập bất kỳ pháp môn nào đều rất là dễ thành tựu. Cô hay lấy ví dụ như là cái thanh tịnh bình thùy dương liễu của Đức Bồ Tát Quán Âm đó, thì cái nước cam lồ trong sạch, nước từ bi đó, nó chỉ đựng được trong cái bình thanh tịnh thôi. Cái bình thanh tịnh này là giống như cái thân mình đây nè, là cái thân này phải thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh thì mới đựng được những cái trí tuệ tươi mát sáng trong của Đức Phật, những lời pháp rót vào đúng không? Thì cái muốn cho cái thân này thanh tịnh như cái bình thanh tịnh đó, để không làm nhiễm ô những cái chất quý của giáo pháp của Đức Phật, thì chính mình phải giữ giới. Tại giới nó giúp gạn lọc và làm thanh tịnh cho mình rất là nhiều. Nhiều Phật tử có con qua đây mà lấy chồng Hàn rồi đi theo theo chồng bỏ đạo đó. Tại vì ở bên Hàn Quốc là chúng ta biết là Tin Lành là lớn nhất, Tin Lành và Thiên Chúa giáo là lớn nhất, sau đó mới tới Phật giáo. Cho nên người người đa phần có nhiều gia đình là không có theo Tin Lành, nhưng mà qua đây thì phải bắt buộc phải chấp nhận đi nhà thờ và phải cải đạo. Thì những cô dâu đó hoặc là mẹ của những cô dâu đó đều rất là buồn tâm sự với sư cô. Hoặc là có những chị em Việt Nam qua đây là gia đình chồng cũng là đạo Phật, nhưng mà sống khoảng hai mươi mấy năm ở đây, sanh con lớn rồi, nó tới tuổi đi lấy chồng đó, thì nó lại quen phải người khác đạo, thì lúc mà kết hôn là bỏ đạo. Thì những chị em đó cũng rất là buồn, hỏi làm sao mà để con khuyên con bây giờ, giờ cản nó thì làm mất cái hạnh phúc của nó, mà để nó bỏ đạo thì con rất là đau lòng. Tại vì
đẻ có một đứa con gái thôi mà vợ chồng thì già rồi, xong đi lấy chồng rồi mà không có nghĩ đến chuyện cúng kiến này nọ rồi hương khói gia đình này nọ vân vân, nó có nhiều cái vấn đề đó. Thì cô cũng có khuyên đó là không có nên cưỡng chế cưỡng chế để ép mình chia quyên rẻ thúy gì các bạn. Từ nhỏ do mình không có hướng dẫn con mình đi chùa và tu tập cho đàng hoàng, cho nên lớn lên cháu mới không thấy được cái giá trị của người Phật tử, cho nên cháu mới dễ dàng bỏ đạo đúng không? Đó là một phần lỗi của mình rồi, mình phải nhận cái lỗi sai về mình chứ mình không trách con mình. Hai nữa là nếu nhân duyên con mình với cái người đó mà người đó cũng đàng hoàng, rất là thương yêu con mình thì thôi mình phải chịu thôi. Nhưng mà dạy con là dù con có theo tín ngưỡng nào nhưng mà năm điều đạo đức căn bản thì con giữ cho nó tròn, kể cả chồng con cũng vậy thì mẹ hoan hỷ, thì như vậy thì gia đình mới êm ấm được. Cô cũng có rất là nhiều bạn không phải là Phật tử nhưng mà rất là tích cực tham dự các khóa tu cũng như các giờ giáo lý mà sư cô giảng đây. Thì các bạn đó đâu phải là Phật tử đâu, các bạn đi theo tôn giáo khác mà, nhưng mà các bạn rất là trân trọng lời dạy của Đức Phật và ít nhất là có duyên với sư cô, nên các bạn cũng rất hoan hỷ với những gì cô chia sẻ và các bạn cũng hỗ trợ sư cô nhiều trong việc hoằng pháp. Thì cũng vậy, chúng ta thấy đó, mình đừng có bị chấp vào cái hình thức nữa. Dĩ nhiên là lý quy y, sự quy y nó viên mãn thì nó mới có cái kết quả tốt nhất, nhưng nó là cái điều nó đã xảy ra bất như ý mình rồi thì mình phải nhìn một cái hướng tích cực. Tuy là con mình không có đi chùa, không có cùng cùng với mình trên cái con đường tu tập tâm linh, nhưng mà miễn con mình giữ tròn năm điều đạo đức thì mình thấy là điều này là rất là quý rồi ha. Đối với này cô chia sẻ là tại gần đây cũng có nhiều chị em cũng than ở này mà bế tắc lắm nha, nhiều vị lớn tuổi mà cũng khóc khóc luôn á. Thì cô nói đó, con rể và con gái mình dù có nó giữ tròn năm điều đạo đức là được rồi, được không ạ? Ở đây Phật nói điều này cũng không có dễ làm đâu, mà nếu con mình chịu làm được thì mình hoan hỷ nha. Đối với quý vị nào mà không muốn rơi vào cái cảnh này thì ngay khi con mình còn nhỏ thì chịu khó hướng đạo cho con, dạy cho con biết đến chùa tụng kinh lễ Phật, biết những cái giá trị của người Phật tử chân chánh, biết được cái giá trị của cái việc giữ gìn giới pháp đạo đức, biết giữ gìn truyền thống văn hóa, truyền thống của gia phong gia đình. Vậy thì nó sẽ tránh những cái bất như ý về sau, được không? Ít nhất đó là không có hướng cái người bạn đời của mình theo cái tôn giáo của mình thì đạo ai nó giữ thì cũng là tốt hơn là hoàn toàn bỏ đạo luôn ha. Rồi câu tiếp theo nha, 249. Do tính tâm hỷ tâm loài người mới bố thí, ở đây ai bất mãn người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm định. 250. Ai cắt được phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người ấy ngày hoặc đêm đạt được tâm tất định. Ở đây là có cái câu chuyện về chú Sajitista. Chú này là bị cái tật là rất là hay nói lỗi của người khác, hay bới lỗi, mà cái lỗi của cái người đi bố thí cúng dường đó quý vị. Tức là người ta đến cúng cho thậm chí là đức vua, vật phẩm cúng dường của đức vua rất là cao quý, hoặc là các cô độc hoặc tỳ xá khư là những người rất giàu có và rất là tín tâm, vật phẩm của những này người này cúng rất là cao cao, rất là có giá trị cao và toàn là đồ tốt. Nhưng mà vị sa di này luôn luôn chỉ lỗi, luôn tìm thấy được cái sự thiếu sót trong những cái vật phẩm cúng dường đó. Ví dụ người ta cúng nhiều quá thì kêu là chắc nhà họ dư không có chỗ để hay gì, cúng gì mà cúng dữ vậy. Cái người nào mà cúng ít quá thì cũng chê là trời ơi keo kiệt bủn xỉn, cúng về sao mà đủ chia. Hoặc là người ta cúng đồ cứng thì chê cứng, cúng đồ mềm thì chê mềm, nói chung là kiểu gì cũng chê. Xong á rồi lại đi khoe khoang khoác lác là nhà mình á là rất là giàu có và quý tộc, nhà mình á là cúng dường là đồ đạc là không có thiếu thốn cái gì đâu, là rất là vân vân và vân vân. Thì cái vị này cứ chê mãi như vậy thì các vị tỳ kheo cũng rất là phiền lòng, cho nên nó là mới cố tình là đi tìm về quê chú này coi chú có nói đúng hay không. Thì khi đi về quê thì hỏi là có một sa di ti sa, có một thanh niên quý tộc ti sa đi xuất gia không,
Thì cả làng đều nói không, làng này không có thanh niên quý tộc nào tên Tisa hết, chỉ có một người con của thợ mộc thôi. Và khi mà đi làm tinh xá, đi theo cha thì đã xuất gia, chỉ có người đó thôi, mà nhà người đó là tầng lớp hạ tiện, nghĩa là đi làm công làm thuê thôi đó, chứ không phải là quý tộc gì. Thì các tỳ kheo mới vỡ lẽ ra và về mới bạch với Đức Phật câu chuyện này. Thì Đức Phật mới nói là đây không phải là lần đầu tiên Tisa hay cằn nhằn và nói khoác lác như vậy. Đời quá khứ thì Tisa cũng đã từng khoác lác và luôn luôn khoe khoang như thế. Cho nên đó là ngài dạy, tức là người nào hay than phiền về cái vật thực dân cúng quá ít hay quá nhiều, quá ngon hay quá dở, hoặc là không cúng dường mà không cúng dường Đức Phật mà cúng dường người khác, thì ngài ấy không bao giờ, tức là Đức Phật dạy rằng người mà hay than phiền về vật thực cúng quá ít hay quá nhiều, quá ngon hay quá dở, tại sao không cúng cho ta mà cúng cho người khác, vân vân, những người này không bao giờ chứng quả. Tức là khi mà mình còn cái tâm mà mình phân biệt đánh giá chấp và món này ngon, món này dở, món này nhiều, món này ít, mình phải cúng cho mình là mình thanh tịnh trong sáng thanh cao nè, còn cúng cho người đó là không có được phước báo lớn, vân vân. Những người như vậy Đức Phật nói là không phải sa môn, không phải tỳ kheo chân chính, mà cũng rất là khó bước vào hàng thánh quả. Đúng rồi, mình còn cái tâm phân biệt thì mình rất khó lắm luôn để mình đạt tới cái chỗ mà vô phân biệt, vô sanh ở trong nhà Phật. Cho nên Đức Phật mới dạy kinh pháp cú này đây, do tính tâm hỷ tâm loài người mới bố thí. Người ta cúng dường là bởi vì người ta tin tam bảo, đúng không? Người ta hoan hỷ với tam bảo thì người ta bố thí, mà mình bất mãn với cái vật cúng dường đó, vậy thì mình có đúng không? Không đúng ha. Chúng ta có nghe kể câu chuyện tin kinh pháp cú trong phẩm trước đó, cô giảng đó, là có cái cô này, cô tỳ nữ, cô người hầu ở trong nhà chủ lớn, mà cô nghèo ghê lắm, cô tên Buna, mà cô nghèo tới độ mà cô phải thức sáng đêm để mà cô xay gạo cho chủ, vân vân, và cô không có tiền, cô đi ở đợ, mà nói thẳng ra là đi ở đợ đó. Thì nửa tháng thì cô mới đi ra ngoài chỗ tắm, nhà tắm công cộng để tắm rửa, thì cô mới trước khi đi thì cô mới lấy cám đó quý vị, thì mình xay gạo ra, gạo thì phải đưa hết cho chủ, cái bột cám còn lại đó cô lấy cái cám đó mà cô vo thành bánh á, cô trộn với nước để cô làm bánh cô ăn, chứ cô không có đồ để ăn nữa, mà cô có được nướng, nấu nướng ở đàng hoàng không có, cô nướng trên cái cục than nữa, là cái bánh nó dở cỡ nào, đúng không? Mà khi mà cô dâng cúng cho Đức Phật đó, Đức Phật rất là hoan hỷ chấp nhận. Mà cô cũng nghĩ trong bụng nữa, Thế Tôn là toàn là được quan vua quan cúng dường không hả? Chắc là ngài nhận cho ta vui vậy thôi, nhưng mà ngài đi một đoạn chắc là ngài sẽ quăng cái bánh này đi cho chó ăn, ngài sẽ đến nhà một gia chủ giàu có khác để mà ngài khất thực. Thì Đức Phật biết là cô khởi cái tâm này là không tốt, và cô cũng có duyên để mà được độ, cho nên ngài ngỏ ý với A Nan là ngài ngồi xuống tại chỗ, ngài ăn hết cái bánh đó luôn á, bánh bằng làm từ cám gạo đó quý vị. Mà Đức Phật thọ thực rất là hoan hỷ, rất là bình thản. Thì cô thấy như vậy cô rất là hoan hỷ, và sau khi Đức Phật khai thị cho cô thì cô đã chứng được quả thánh ha, bước vào dòng thánh luôn, có niềm tin bất thối với tam bảo. Ở đây chúng ta thấy Đức Thế Tôn là một bậc chánh đẳng chánh giác, ngài là chư thiên xuống cúng dường cho ngài, vua quan cúng dường cho ngài, nhưng mà ngài không bao giờ chê ngon chê dở. Thậm chí là một cái cô người hầu ở đợ, cô cúng một cái bánh rất là dở tệ như vậy, người bình thường cũng không muốn ăn, mà Đức Phật vẫn không chê và rất là hoan hỷ thọ dụng. Thì chúng ta là người đệ tử của Phật thì mình bỏ cái tính chê khen. Ở đây quý Phật tử đi chùa cũng vậy, dĩ nhiên là có hôm hoặc là có đạo tràng, có chùa, có điều kiện thì sẽ nấu rất là nhiều đồ ăn chay ngon cho mình, đúng không? Có những nơi không được như vậy, giống như đạo tràng của cô đâu phải lúc nào cũng có nhiều đồ chay ngon đâu. Có những khóa tu chỉ có mỗi người chỉ được có một cục xôi thôi, mỗi người có một cây kim bắp thôi, tại vì thứ nhất là mình không có tiền, thứ hai là mình không có nhân lực, mà quan trọng nhất là mình không có chùa nữa, cho nên là có nhiều chỗ người ta đâu cho mình mượn nhà bếp để nấu nướng. Vậy thì đồ ăn của mình rất là hạn chế. Ngay cả cô mỗi lần mà đi đến các chùa để mà phát thoại, phóng sanh hoặc làm khóa lễ, có khi ở Seoul thì còn đỡ, ở Busan còn đỡ, đi những cái vùng khác là từ sáng tới chiều cô không có gì để ăn luôn á, không có ăn một cái gì luôn, không có thời gian mà ăn luôn. Nhưng mà mình không có phiền não với những cái này. Quý Phật tử đến chùa cũng vậy ha. Thấy chùa nghèo, chùa chưa có điều kiện, hoặc nơi đó nấu ăn không vừa miệng mình, thì mình cũng đừng có chê khen nhiều, tại vì ít nhiều gì tất cả các đó đều là của Đàn Na Tính Thí. Người ta đã
dùng hết cái tâm hoan hỷ để người ta cúng dường thì mình phải hết sức là trân trọng ha. Đức Phật dạy sao ai cắt được phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người ấy ngày hoặc đêm tất đến được tâm định. Tức là khi mình bỏ được những cái đánh giá yêu ghét hơn thua, thích cái này ghét cái kia, phân biệt cái này phân biệt cái nọ, thì chắc chắn mình sẽ đạt đến được cái chỗ định tâm, nghĩa là không còn cái gì dụ dỗ mình được, cũng không có cái gì làm cho mình phiền não được, thì mình trụ ở cái tâm đó, gọi là tâm xả đó, là rất là hay ha, mình có cái sự thanh an rồi. Câu 251 trở đi là cái tích truyện hay lắm nè. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. 252 dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình mới khó thấy, lỗi người ta phanh tìm như sàn trấu trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài. 253 ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Hay không? Trời ơi, câu này phải giảng từ từ, không biết có đủ thời gian không. Ở đây á, có cái tích truyện hay lắm. Tức là ở câu 251 đó, lửa nào bằng lửa tham, câu chuyện này xảy ra ở tại Kỳ Viên, là liên quan đến 5 người thiện tính. 5 người này đến nghe Đức Phật giảng pháp, họ đảnh lễ Phật xong họ ngồi một bên. Mà Đức Phật có là giảng pháp với cái lòng từ bi và bình đẳng, Ngài không bao giờ nghĩ người này dòng Sát Lợi, người này dòng Bà La Môn, nên chỗ này mình sẽ nói nhiều nói rộng, người này là dòng Hạ Tiện cho nên mình sẽ giảng ít lại. Không có, Đức Phật không phân biệt gì hết. Ngài giảng với tất cả từ tâm về trí tuệ của Ngài. Ngài giảng nhiệt thành như vậy, nhưng mà 5 người này, một người thì cứ ngó lên trời, một người thì cứ lấy tay bươi đất, một người thì ngủ gục, một người thì cứ đông đưa cái cành cây giống bị trạo cử. Chỉ có một người chăm chú nghe thôi, 5 người đi nghe giảng, Đức Phật thuyết pháp đồng như nhau, hết lòng hết dạ. Mà mình nghĩ thôi, có một người ngồi nghe thôi, một người thì ngủ. Này chắc nhiều đúng không? Mình giống không? Giống. Một người thì lăn ra ngủ, một người thì cứ bươi bươi đất, không để ý Phật nói gì hết á. Một người thì ngó lên trời, nhìn xa xăm nha. Một người thì đu qua đu lại, trạo cử, không có tập trung. Thì Ngài A Nan thấy bất bình á, Ngài A Nan mới nói là Bạch Đức Thế Tôn, sao những người này lại như thế này? Thì Đức Thế Tôn mới nói: A Nan, ông có biết họ không? Thì A Nan không có biết. Đức Phật nói là trong 5 người này nè, cái ông mà ngó lên trời đó, ông đó là 500 kiếp ông làm chim tinh gia rồi. 500 kiếp ông làm chim tinh gia, cho nên nó là bây giờ ông chỉ có ngó lên trời thôi. Còn cái ông mà bươi đất có 500 kiếp ông làm con giun, ông làm con giun đó là ông chỉ đùn đùn trong đất thôi, cho nên kiếp này ông làm người nhưng ông không nghe được giáo pháp của Như Lai. A Nan mới giật mình, mới nói: Đức Thế Tôn, 500 kiếp đó là liên tục hay là sao mà nó nghiệp nó nặng vậy? Đức Phật mới nói: A Nan, ông tưởng pháp của ta dễ nghe sao? Không có dễ nghe đâu. Có kiếp này như thế này, kiếp kia như thế kia, người này trồi lên, người kia sụp xuống, nhưng mà suốt 500 năm đó họ làm một cái chúng sanh nào đó và không nghe được bất kỳ một cái lời pháp nào của chư Phật. Cho nên ngay kiếp này gặp Phật, lời pháp của Phật đang giảng nhưng mà họ vẫn không đủ sức để nghe. À, nghe đây mình giật mình không? Vậy cô chúc mừng quý Phật tử nào đang còn nghe tới đây mà chưa ngủ gục nha. Đang còn nghe và hiểu cô đang nói gì, chứng tỏ là mình có cái túc duyên cũng được được chứ không có tệ lắm. Chính lời này Đức Phật nói đó, pháp của ta không có dễ nghe đâu A Nan. À, còn cái người mà đung đưa qua lại là 500 kiếp ổng làm con khỉ, cho nên kiếp này ổng được hóa sanh làm người nhưng mà cái nghiệp đung đưa nó vẫn đung đưa. Mình nhớ Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tề Thiên Đại Thánh trong Tây Du Ký không? Đó, ông mà cứ múa múa cào cào, nhảy nhót, hết phim rồi ông nhảy nhót luôn, ghê chưa? Đó là một bộ phim thôi đó quý vị. Cái nghiệp đó mình cố tình mình huân tập để mình đóng cho tròn vai cho mấy kiếp này thôi mà mình còn bị lậm vô như vậy. Huống gì là 500 kiếp mình làm khỉ thì kiếp này mình làm người mình có đung đưa không? Đung đưa. Còn cái ông mà ngủ là 500 kiếp ổng làm con rắn, ông chỉ có cuộn mình ổng ngủ thôi. Nghe đây có sợ nha. Quý vị nào mà đang bị mê ngủ quá đó, đang khoái ngủ quá, đang hay ngủ nướng, ngủ ráng, ngủ ké dữ dội đó, phải tỉnh giấc lại nha. Mình sợ không? Mình cứ gây cái nghiệp ngủ hoài á, mình không có mở trí tuệ vô minh được. Một đời người là ông bà mình dạy đó, đời người có một gan tay, ai hay ngủ ngày còn có nửa gan hay không à. Không biết gan tay dài hay ngắn, mỗi người tay dài tay ngắn cái gan nó khác nhau, cũng như là cái tuổi thọ của mỗi người nó có dài ngắn khác nhau, nhưng nó cũng chỉ có một gan đó thôi.
Và nếu như mình ngủ nhiều quá thì mình cái đời mình nó còn có nửa gan thôi, thấy cái hình tượng này mà giật mình, đúng không? Vì cái ông đó ổng làm con rắn 500 kiếp chỉ có cuộn mình đi ngủ, cho nên kiếp này ổng cũng ngủ khi Đức Phật giảng kinh luôn. Chỉ có một người là ngồi nghe, người này 500 kiếp là Bà La Môn, chuyên nghiên cứu giáo lý triết học kinh điển cũng rất là giỏi, cho nên kiếp này khi Đức Phật dạy thì ổng ngồi nghe. À, chỗ này mình thấy rằng đáng sợ ha. Cho nên Đức Phật mới nói là sao? Vậy cho nên vì tham ái, vì sân hận, vì si mê mà nó đốt cháy mình, thì cho nên Phật mới dạy là không có lửa nào bằng lửa tham hết. Vì cái tham, tham ăn hay tham ngủ, tham danh, tham lợi, cái tham này nó đều đốt cháy mình kiếp này qua kiếp khác. Cho nên tất cả các loại lửa trên thế gian không lửa nào bằng lửa tham, không chấp nào bằng sân hận. Khi mà mình chấp người ta, mình ghét người ta, mình sân lên rồi, cái gì ác gì mình cũng dám làm, đúng không? Mình thấy mấy người mà họ ghen nhau đi đó, họ đánh, họ nghĩ ra nhiều trò để mà trả thù trả đũa cũng dữ dội lắm, đúng không? Rồi lưới nào bằng lưới si, mình thấy cái người nào mà bị si, si tình, si mê, si một cái gì đó, rồi nó thậm chí là mê game đó là si đó. Đó, chỗ này cũng là si đó, đâu có dứt nó ra được, biết game là cái gì mà thấy tụi nhỏ nó mê, nó không bỏ được, đúng không? Sông nào bằng sông ái, và cái ghê nhất là cái sông ái dục đó. Mình đắm chìm hoài, mình trôi lăn hoài luôn mà mình không thể nào mà bước ra được. Và mình cứ bị đó, những cái món đó nó trì kéo cuộc đời mình, không bao giờ mà sải cánh bay thông dong được như các bậc thánh vô ngại, vô quái ngại, đúng không? À, chỗ này cô rất là thấy ấn tượng với lại cái câu chuyện kể này ha. Cho nên ở đây cho quý Phật tử thấy rằng cái kẻ thù độc hiểm nhất của nhân loại này chính là lòng tham dục, luyến ái và si mê, đúng không? Bám vào cái ta hoặc cái của ta, thì tất cả nghiệp dữ mình gây nên là đều do cái tham ái này mà ra. Tức giận, thù hằn, vân vân. Tại vì sao? Tại vì mình luôn thích, mình luôn lựa chọn cái gì mình thích, và mình luôn bài xích cái gì mình ghét, phải không? Thế mình đã không thích cái đối tượng đó rồi thì mình dùng rất là nhiều phương cách lời nói để mình tẩy chay, để mình bài xích, để mình muốn ai cũng ghét cái người đó như mình. Mà hễ mình thích cái người nào rồi thì mình dùng mọi ngôn từ, phương pháp để mà mình muốn cho mọi người đó cũng ủng hộ cái người mà mình thích như mình, phải không? Đây là cái thái độ gì đâu? Ghét bỏ cái gì trái ý nghịch lòng của mình. Thật ra cái đối tượng đó có hoàn toàn là xấu không? Nếu hoàn toàn là xấu thì đâu có ai mà thương họ được. Nhưng mà họ có những người cũng rất là thương họ, mến họ, quý họ, đúng không? Chỉ có mình ghét họ thôi mà. À, phải không ạ? Giống như cô nói một ca sĩ này hát như vậy, mình không thích cái giọng ca này, mình không nghe. Nhưng mà có phải là ca sĩ đó hát dở không? Nếu hát dở làm sao mà người ta có được cái quần chúng lớn, phải không? Nhưng mà mình không ưa là mình chỉ trích, mình sỉ ba sói mình. Giờ có mấy cái fandom của mấy cái bạn mà fan club của những cái thần tượng mà choảng nhau đó, cãi nhau đó, đánh nhau đó, này nó rất là vô minh ha, rất là trẻ trâu luôn á. Cho nên cô hy vọng là các bạn trẻ mà nghe pháp thoại của cô đó, mình có quyền thần tượng hâm mộ ai đó, nhưng mình đừng có xách động, mình đừng có làm những cái việc mà nó tào lao, như là mình đi cãi lộn với những cái fan của những idol khác. Việc này nó vô bổ, vô nghĩa, vô ích vô cùng, đúng không? Làm như vậy chỉ là làm cái tâm sân mình nó hãy hừng thôi, và làm cho cái gì, cái sự mà làm cố gắng tiêu diệt cái điều mà mình không ưa thích đó. Cái thái độ này nó rất là sai nha quý vị, sai lắm luôn. Mà cô thấy Phật tử mình vướng vô cái này rất là nhiều luôn. Ví dụ mình đã thích một thầy nào đó rồi, mình thích một sư cô nào đó rồi, mình mê một cái đạo tràng đó rồi, là mình tán dương, mình củng cố, mình đi tuyên truyền thôi. Cái này cũng đúng đi, cũng không có gì là sai. Nhưng mà thái độ lại là bài xích tất cả những người nào mà không thuộc cái tổ chức đó, không thuộc cái sự quản lý hoặc là cái sự mà truyền giáo, truyền dạy hoằng pháp của cái vị thầy đó, này nó sai ghê lắm. Phật tử mình là rớt vô cái này là không được, phải không? À, Đức Phật dạy đó 84.000 pháp môn để tùy căn cơ. Không phải là một món ăn mà có thể no cho tất cả mọi người. Không phải là một cái pháp này nó có thể chữa được tất cả các bệnh của chúng sanh, mà tùy bệnh cho thuốc, phải không nè? Cho nên nếu mà cái thái độ của mình mà bài xích, chỉ trích, chia rẽ như vậy là mình không có phải là Phật tử đàng hoàng, tử tế đâu. Vì mình còn có cái thái độ gì, cái ta và của ta. Cái ta mình khoái cái đó, cái của ta là mình trực thuộc cái đạo tràng đó. Mà mình còn chấp vào cái ta và cái của ta rồi mình đi bài xích, chỉ trích, phân biệt, chia rẽ như vậy thì mình xa với đạo vô cùng. Phải nói là cực kỳ xa với đạo. Ở đây cô không có muốn chỉ trích lên án bất kỳ một Phật tử nào,
Nhưng mà với tinh thần xây dựng, chúng ta đừng có làm trò cười cho những cái đạo bạn, chúng ta đừng có làm trò cười cho những người chưa là Phật tử. Người ta nhìn vô cái hành vi của mình, người ta đánh giá luôn cả cộng đồng Phật tử. Phật không dạy Phật tử như thế, phải không nè? Phật dạy rất rõ ràng nha, mình không có cái thái độ này. Vậy thì mình tu là để mình diệt bỏ được cái ngã đó, cái ngã và cái ngã sở đó. Mình thấy tất cả đều tạm bợ, không có cái gì thật ta và cũng không có cái gì là của ta. Tất cả nó do cái quy luật vô thường chi phối, các pháp nó như nó đang là. Không phải mình muốn như vậy nó sẽ như vậy, mình muốn nó như kia nó sẽ như kia, mình muốn nó của mình là của mình, đâu có phải của mình được. Thậm chí quý vị thấy bất động sản không? Mình mua, mình ký giấy, mình kiểm tra đủ thứ hết đó. Đây là sở hữu của mình, quyền sở hữu của mình. Nhưng mà thật ra miếng đất đó nó có thật sự của mình không? Hay là rồi mình nằm xuống, mình chết đó, rồi cái miếng đất đó nó sẽ chuyển quyền sử dụng chỗ người khác thôi. Hoặc thậm chí là tranh chấp, lừa đảo, mình cũng mất quyền sở hữu luôn. Thật ra cái miếng đất nó nằm ngay đó, nó chưa hề thuộc quyền sở hữu của ai cả. Cô nói đó, cho dù mình giấy tờ, văn tự, mình làm ghê gớm lắm, nhưng mà nó vô thường thôi mà. Cho nên khi mình nhìn thấu rõ các pháp như vậy rồi, không có gì là trường tồn bất biến hết, tất cả đều sinh trụ hoại diệt, thì mình bớt cái chấp mắc lại và mình phải mở cái lòng đại đồng ra với tất cả mọi người, đúng không? Con người mình không thanh lọc được những cái tham vọng, những cái ích kỷ, những cái đố kỵ, những cái thù hận, những cái tàn bạo, những cái hung ác, những cái so đo như vậy, thì mình không bao giờ có thể hòa mình vào cái dòng sông mà đượm nhuần cái tinh thần từ ái, vị tha, bao dung và đầy trí tuệ của Đức Phật. Mà mình có muốn mình sống cái cuộc đời có chút xíu ở đây mà bủn nhủn, tủn mủn, nhỏ nhen, ích kỷ, sân si, đố kỵ, nói xấu, nói tốt đủ thứ không? Cho nên chúng ta thấy khi mà nhìn ra một cái bức tranh toàn cảnh trong cái đêm trường luân hồi không bao giờ dứt như vậy, mình mới thấy là từng cái hành vi của mình trong cái giai đoạn này nó hết sức là vô nghĩa, tào lao như nào nếu mình chỉ có tranh đua giành giật những cái nhỏ nhoi đó. Mình không có vượt lên khỏi những cái rất là tầm thường, thị phi, nó hết sức là nằm trong cái lậu hoặc, dướng díu tùm lum ha. Cho nên ở đây cô nói với những cái Phật tử mà có cái duyên nghe pháp của mình đến giờ, thì mình cùng là động viên nhau, sách tấn nhau, nhắc nhở nhau tu là bỏ đi cái ngã và cái ngã sở, bỏ đi cái tham sân si ái dục mê chấp như vậy thì mới có được cái sự bình an và giải thoát tuyệt đối. Rồi câu 252, câu này cũng có một cái tích truyện bữa cô giảng rồi đó, nay giảng lướt qua ha, về trưởng giả Ram đó. Ông này là ông giàu có vô cùng, mà ông nhà có 10 con cừu vàng đó. Ram là cừu đó, 10 con cừu vàng là khi ông cần thì nó sẽ nhả ra vàng bạc châu báu đề hồ, và ông bố thí cho cả cõi diêm phù đề cũng không hết. Bà vợ của ông thì trên tay là xách một cái làn cơm, và bà bố thí cho bao nhiêu người cũng không bao giờ cái làn cơm bà vơi hết á. Và con dâu, con trai và người giúp việc của ông, 5 người trong gia đình đều có những cái gọi là cái năng lực như rất là phi thường như vậy, và đều giúp đời giúp người. Và vì ông quá xá là giàu có đi, cho nên nó là khi mà ông đến đảnh lễ Đức Phật thì trên đường, khi Đức Phật, ông nghe tin Đức Phật đến cái thành Vương Xá đó, thì ông rất là hoan hỷ để đến mà đảnh lễ cúng dường. Thì những vị ngoại đạo thấy trưởng giả Ram đến để mà đảnh lễ Đức Phật thì ngăn lại và không có muốn cho ngài này đến quy với Đức Phật, và kể thay nhau mà kể xấu lỗi của Đức Phật ra cho trưởng giả Ram. Nhưng mà ông này vẫn thẳng đường đến Đức Phật. Thì khi đến gặp Đức Phật, được Phật dạy cho bài kệ và ông chứng được quả Tu Đà Hoàng, thì trưởng giả Ram mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, những ngoại đạo đã nói về ngài như này như này. Thì Đức Phật mới nói sao: dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó. Lỗi người ta phanh tìm như sàn trấu trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài. Nghĩa là sao? Ai cũng muốn giấu cái lỗi của mình hết, mà sao bươi móc lỗi của người khác thì dễ lắm, như sàn trấu ở trong gạo. Nghĩa là lỗi của người ta mình vạch ra, mình tìm rất là dễ, và mình cứ thoải mái mình nói xấu, mình hạ uy tín của người ta xuống. Nhưng mà chính lỗi của mình thì sao? Mình giấu, mình giếm như kẻ gian giấu bài, sợ người ta thấy, đúng không? Đây là cũng cái tâm của mình, phải không? Ví dụ mình có cái gì sai, gì dở, mình làm cái gì mà không đúng đi, là mình giấu da, giấu giếm. Hoặc là mình lỡ ngoại tình, hoặc là mình lỡ trộm cắp, mình đâu có can đảm để mà mình nói thật, để mà mình sám hối chân thành đâu, đúng không? Mình tìm mọi cách để mình khỏa lách, mình che đậy. Nhưng nếu như mình thấy cái người đó
em dâu em họ, chị dâu chị họ gì của mình mà ngoại tình, coi mình làm tanh bành lên trong cả gia đình để mình bươi ra, hoặc là thậm chí là lối xóm luôn, mình biết bà đã bả ngoại tình cái là giờ mình cũng nổi cái tâm mình đi kiểu anh hùng để khui ra cho mọi người biết là cái bà đó bả xấu xa như nào này nọ, phải không? Đúng cái biết nói tới câu này là chắc cô mất khách luôn quá, tại nói trúng tim đen mình quá đúng không? Thì Đức Phật ở đây cũng vậy, khi mà ngài đã bờ là bậc chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng các ngoại đạo khác có thích không? Đâu có thích đâu, người ta chỉ trói xói, người ta toàn nói lỗi của Đức Phật không đó, chứ còn lỗi của họ họ đâu có muốn nói, họ giấu mà, để họ họ họ, họ tìm quần chúng, tìm người ủng hộ đồng tình á. Cho nên Đức Phật mới nói sao, mới dạy sao, người mà chân thật tu là không có thấy lỗi thế gian. Câu này là xăm lên trán, người chân thật tu là không thấy lỗi của thế gian. Và cô có nghe một câu nói là nếu như mình mà bao dung được cho người như cái lòng mình bao dung cho mình á, thì thế giới này rất bình an. Nghe lại ha, nếu mình dùng cái lòng bao dung với chính bản thân mình mà đem bao dung cho người thì thế gian vô cùng bình an. Tại sao? Tại vì mình dễ bao dung và tha thứ cho mình lắm. Thứ nhất là tại sao mình thương cái ngã của mình, cho nên mình có rất là nhiều lý luận, lý do để mà giải thích, để bao biện, để biện minh cho hành vi sai trái của mình, nên mình rất dễ tha thứ cho mình. Thứ hai, mình tha thứ cho mình là vì sao? Mình hiểu được vì sao mình làm như vậy. Ví dụ, mình mắng con mình đánh con mình không cho nó ăn Coca-Cola và gà chiên, nó rất là buồn, nó rất là khổ, nhưng mình biết vì sao mình làm như vậy. Tại vì mình thương con mình cho nó ăn Coca-Cola và đồ chiên xào như vậy là không tốt cho nó. Mình hiểu như vậy cho nên mình tha thứ được cho cái lỗi lầm của mình, đúng không? Thì cô nói hai lý do. Thứ nhất là mình thương cái ngã của mình nhiều lý do để bao biện. Thứ hai, vì mình hiểu vì sao mình phải hành động như vậy, cho nên mình dễ tha thứ cho mình. Vậy mình lấy cái lòng này đi đối xử với người ta đi. Có dễ không? Nếu mình làm được, thế giới này nó rất là bình yên nghe. Mình hiểu tại sao người ta ứng xử như vậy, mình sẽ rất dễ dàng tha thứ. Chớ người tu, người chân tu là không có đi nói lỗi của người. Được không? Câu này mà giảng nữa là đụng chạm vô cùng, mà chắc chắn là nhiều người sẽ còn ghét cô nữa. Tại vì nói trúng nhiều là càng bị ghét nhiều. Cho nên là cô chỉ nói tới đây, hy vọng là quý Phật tử có thể tự tự chân thành mà nhìn lại chính mình. Khi có hiểu thì mình mới có cảm thông và tha thứ. Và mình càng tu mà mình càng thấy lỗi của người thì nó không phải là tốt đâu. Vì nó sẽ rất là nhanh. Nó nhanh tới độ mà mình vừa thấy cái lỗi đó xong là mình nhạy lắm. Mình phân tích, mình đánh giá, mình chỉ trích, mình phê bình. Như vậy nó chỉ làm tăng thêm các khẩu nghiệp và sân hận của mình, chứ nó không có giá trị gì cho cái sự mà chuyển hóa thân tâm để làm cho mình tốt đẹp lên từng ngày. Mà mình phải chính thấy cái lỗi của mình moi cái lỗi của mình ra, mình sửa chữa, mình sám hối thì mình mới trong sạch qua từng ngày, mình mới lọc được những cái cấu ế của tâm nha. Mình tu phải thành thật với chính mình trước hết. Rồi câu số 10 253, ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt là sao? Phật nhấn mạnh thêm mấy chỗ này. Nếu mình chỉ thấy lỗi của người thì sao? Người này cái lậu hoặc nó tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Lậu hoặc là những cái gì? Những cái còn rơi rớt, những cái còn đầy phiền não, những cái triền cái, những cái tùm lum tà la đó. Cái này nó chỉ có phiền não nó tăng thêm thôi, đúng không? Mình thấy lỗi của người ta càng nhiều mình càng phiền não. Mình thấy người đó tu hành mà không giữ giới này nọ, mình bực bội, mình sân si lên, chứ mình không có thanh tịnh được đâu nha. Mình thấy cái chị bạn đi đi chùa với mình nhưng mà chỉ thế này thế kia, chỉ còn đầy những cái lỗi là mình sân si với chị thêm, chứ mình không có thể nào mà diệt được cái lậu hoặc của mình. Thì sao? Nó rất là xa với cái lậu hoặc diệt, thường sanh lòng chỉ trích nữa. Mà mình chỉ trích như vậy á thì thân mình nó sao, nó gây cái khổ nghiệp, nó gây cái khổ nghiệp, mà tâm mình thì nó cũng đầy phiền não. Cái tôn giả này là câu chuyện tích truyện này liên quan đến cái tôn giả là Ujjayini, tên này khó đọc đúng không? Tóm lại là cái tôn giả này hay có cái tên là người tìm lỗi, tại vì hay tìm lỗi của các vị tỳ kheo á. Cái vị này cứ thấy vị tỳ kheo nào có lỗi là chỉ trích, mà tối ngày chỉ đi chỉ lỗi cho các tỳ kheo khác thôi. Ông này ông đắp hạ y như vậy không trúng, ông kia ông đắp thượng y như vậy không trúng, tỳ kheo này đi vậy không được, tỳ kheo kia ngồi vậy không được. Ăn no cứ chỉ lỗi hết mọi người trong tinh xá mà không bao giờ nhìn lại chính mình. Cho nên Đức Phật mới dạy cho tỳ kheo này cái câu kệ này đây.
Nếu như mà mình chỉ thấy lỗi của người thì mình chỉ tăng cái lòng chỉ trích và sân hận và lậu hoặc nó tăng thôi, chứ không bao giờ có được cái sự thanh tịnh. Bây giờ mình thấy lời của Đức Phật, mình chịu khó đừng thèm ngó lỗi của ai hết nữa, được không? Không phải cô nói như vậy là mình thỏa hiệp với cái xấu cái ác, không có đâu. Quý vị đừng có lập lờ đánh lận con đen hoặc là nhét chữ vào miệng giảng sư. Cái này không phải là thỏa hiệp với lại cái xấu cái ác, nhưng mà là sao? Mình nỗ lực nhìn lại cái lỗi của mình để mình sửa, chứ không phải là chăm chăm ngày 24 giờ đi đến đâu cũng tìm lỗi của người mà nói. Thái độ này nó khác nha. Chứ còn cha mẹ nuôi dạy con có biết đường mà cái nào sai trái của con để dạy dỗ không? Có, đó là một câu chuyện khác. Hoặc là như vậy đi, thầy tổ mình nhận đệ tử vào có phải dạy không? Có chứ. Làm gì mà những cái chú tiểu nhỏ mà không được dạy dỗ mà lớn lên thành một vị đại đức đàng hoàng, đường đường tăng tướng, trang nghiêm thanh tịnh được, phải không? Cái gì cũng có cái sự uốn nắn hết. Cô cũng vậy đây, Phật tử mà đến chùa tu tập với sư cô cũng vậy. Cô cũng chút chút cô dạy, chứ không thể nào mà nói là hoàn toàn là thỏa hiệp được. Nhưng mà cái mà mình dạy dỗ góp ý với cái lòng thương và trí tuệ để cùng nhau phát triển tốt đẹp, tinh tấn trong việc tu hành, nó khác với cái chuyện mà bươi móc chỉ lỗi. Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Đó. Với cái thái độ mà đi tìm lỗi, bới lông tìm vết, chỉ trích suốt ngày thì cái người đó là phiền não nhất. Nói ít hiểu nhiều hen, nói nữa là dỗi nhau. Rồi thôi, ráng hai câu cuối cùng nè quý vị. Hư không không dấu chân, ngoài đây không sa môn, chúng sanh thích hí luận, Như Lai hí luận trừ. Hư không không dấu chân, ngoài đây không sa môn, các hành không thường trú, chư Phật không dao động. Hư không không dấu chân, câu này liên quan đến tu sĩ, cái ông du sĩ Tu Bạc Đà La. Nghe Tu Bạc Đà La là nhớ ai? Đúng rồi, cái vị mà người cuối cùng mà được Đức Thế Tôn độ. Ông này á, là tiền kiếp á, khi mà ổng con trai ổng cúng dường cho Đức Phật độc giác á, thì hả, con trai ổng cứ vụ mùa mà mới lên á, là lựa những cái gạo hoa trái đầu mùa đầu tiên á, là cúng dường cho Đức Phật mà rủ cha mình, ổng không bao giờ cúng luôn. Cái ổng đợi tới chót rồi ổng mới chịu đi làm lẹt đẹt theo. Chính vì cái nhân duyên này cho nên á, khi mà ổng sanh vào kiếp này á, thì ổng không có gặp được Đức Phật ngay lúc ngài thành chánh đẳng chánh giác, mà ổng chỉ gặp ngài ngay khi mà ngài đã gần nhập niết bàn rồi. Tức là lúc này ổng cũng đã 120 tuổi rồi, là rất già, cũng cuối cuộc đời ổng rồi. Thì lúc đó ổng nghe tin Đức Phật gần nhập niết bàn, ổng mới nghĩ là khi mà Đức Thế Tôn á, là mới thành đạo thì ta có nhiều câu hỏi muốn vấn đạo, nhưng mà nghĩ ngài này còn quá trẻ cho nên ta đã không đến để vấn đáp vấn đạo, nhưng mà bây giờ là ngài Thế Tôn ngài sắp nhập diệt rồi, nếu ta không đến nữa thì không còn cơ hội nữa. Ông nghĩ như vậy cho nên là ông mới đến để đảnh lễ. Thì lúc này Đức Thế Tôn chỉ còn những cái hơi thở cuối cùng, cho nên ngài A Nan đã ngăn ông lại. Thì ông mới gào khóc lên là ông nhất định là phải gặp cho được Đức Phật. Thì Phật biết là ngài có duyên độ cho ông này là người cuối cùng, cho nên đã cho ông vào. Thì cho ông vào thì Đức Phật đã khai thị cho ông cái chỗ này, tại vì hôm nay ông có ba câu hỏi dành cho Đức Phật. Thứ nhất đó là có con đường nào trên không trung không? Bởi vậy câu kệ này mới là hư không không dấu chân. Ông hỏi câu tào lao quý vị. Đức Phật đã gần sắp nhập niết bàn rồi mà ông hỏi cái câu tào lao như vậy cho được đó. Có cái con đường nào ở trên không trung không? Câu thứ hai là có người nào được gọi là sa môn khi ở ngoài chánh đạo không? Câu thứ ba là pháp hữu vi có trường tồn không? Hời ơi. Đức Phật nghe ba câu hỏi này có thấy ông này còn xa quá xa với đạo không? Có, và ngài hơi tàn lực kiệt rồi, ngài không có nói gì nhiều được, ngài mới dạy sao? Ngài giảng ông này nè, hư không không có dấu chân, không thể tìm cái dấu chân ở trên một cái hư không này được. Mà đòi cái con đường mà có dấu chân ở trên không là nó vô nghĩa vô cùng. Ngoài chánh đạo thì không thể nào mà có sa môn được. Tại sao Samavakkha là cái con đường chánh, cái con đường chân chính, mà đi trên con đường chân chánh đó mới được gọi là một vị sa môn tu tập đúng pháp? Bây giờ ngoài cái chánh đạo đó mà đi tà kiến tà đạo lung tung mà mình gọi là sa môn thì có không? Đức Phật nói không có. Chúng sanh thích hí luận, Như Lai hí luận trừ. Đức Phật nói những cái hí luận này, những cái đặt vấn đề này, những cái câu hỏi này nó thuộc về hí luận, nghĩa là những cái mà tạp luận, những cái không có lợi ích, những cái không phải là chánh pháp. Mà Như Lai mấy cái này Như Lai không có nói, Như Lai không có bàn. Không phải là Như Lai không biết bàn hoặc là không biết nói, mà là Như Lai không thèm nói tới những cái hí luận này. Ngài dạy tiếp sao? Hư không không dấu chân. Nhìn nhắc lại một lần nữa, hư không không có dấu chân, ngoài đây không sa môn, tức là ngoài cái chánh đạo này không có sa môn. Các hành không thường trú, nghĩa là các pháp hữu vi không có trường tồn, chư Phật không dao động. Ngài dạy bốn câu kệ này và
Tu Bạc Đà La đã có thể chấn được vào dòng thánh với cái sự khai thị rất thẳng và rất ngắn gọn và rất xúc tích của Đức Phật. Ở đây chúng ta kết thúc cái phẩm Cấu Uế ở câu kệ này, và chúng ta sẽ học tiếp phẩm Công Bình Phát Trụ vào tuần sau. Thì trong cái phẩm Cấu Uế này có rất là nhiều bài kệ đắt giá, có rất là nhiều tích truyện giản dị mà rất là sâu sắc. Nó cũng là tinh thần chung cho bộ Kinh Pháp Cú, và cũng là lý do cô chọn Kinh Pháp Cú để giảng cho quý Phật tử, bởi vì nó ngôn ngữ thì rất là giản dị, giàu hình tượng, nhưng mà chân lý thì vô cùng lấp lánh và sáng trong, gần như là những cái giáo lý mà từ căn bản cho tới cao tột, đưa đến giải thoát niết bàn tối thượng thì đều có ở trong những phẩm Kinh Pháp Cú này. Tứ Diệu Đế là bàn bạc trong từng câu kệ, do đó là quý Phật tử phải hết sức trân trọng cái nhân duyên mà mình được nghe Pháp, học Pháp và được biết tới những lời dạy của Đức Phật như vậy, để mà tự sắc tấn mình nghe, hiểu và hành trì, áp dụng, chuyển hóa cho chính mình. Chứ không phải nghe, hiểu để học thuộc lòng trả bài rồi thôi, hoặc là nghe, hiểu, biết xong rồi đi cãi nhau là hoàn toàn rất xa với đạo ha. Hy vọng là qua mỗi bài giảng, quý Phật tử bỏ bớt được cái ngã và cái ngã chấp, chân thật nhìn lại chính mình và lượm lặt những cái châu báu Đức Phật để trao truyền cho mình, đó là những cái pháp bảo để mình đem nó là gia tài pháp bảo của mình, có chút tư lương trên cái con đường luân hồi phía trước của mình, để mình bảo đảm được rằng nhân duyên đẹp, thiện căn đẹp này sẽ trổ nhiều hoa trái đẹp ở những cái thành tựu tâm linh cho tới ngày mình được giải thoát, giác ngộ tuyệt đối. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.